Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Giang và đây là video cùng chơi game Pokemon Fire Red. Thì ở video này mình sẽ tìm vị trí của Team Rocket và đi lấy cái mắt kính để soi con ma ở Lavender Town. Thì Team Rocket hiện tại là đang trong căn nhà này. Đấy, đánh với thằng Team Rocket này thì nó sẽ mở cái đường hầm cho mình đi xuống. Thì Team Rocket này dùng con Zubat với lại mấy con chuột Rattata với lại Raticate rất là nhiều. Tụi nó xài dơi với chuột nhiều lắm. Với lại cái con Koffing á, cái con quả đạn mù trong hoạt hình. Và nó sẽ mở cái đường hầm cho mình đi xuống. Mình đưa con Nidoking lên. Ủa? À, mình phải tự mở chứ nó không mở. Đấy, lại là con chuột. Lại là con chuột nữa. Lấy hai tầm escape rope. Ây da, con này có chiêu ru ngủ nè. Ây, nó còn sợ chiêu này. Chết rồi. À, nó khắc hệ độc. Siêu năng lực khắc hệ độc của mình. Machop thì dùng hệ bay. Trong đây bị chặn rồi, một lần mình phải xuống tiếp thôi.
Xài tới 5 con lần hả? Coffin. Còn Coffin này hệ độc nhưng mà mình không có siêu năng lực để khắc nó. Hiện tại với đội hình này thì hơi gặp khó khăn khi gặp hệ độc. Nhưng không sao, level nó thấp quá. Rất thì hay. Speed What the hell? Moonstone, cái này thì không cần nữa. Một chiêu stone. Gì đây? Super Boy. Hả? Xuống tiếp. Job. Xài hai con ma chóp.
Chiêu đó là chiêu gì mình cũng chưa biết nữa. Rare candy, cái này rất là cần. Ba con Rattata. Rattata thì một hit là chết, chịu sao nổi. Rauji dùng chiêu cắn xử cho nhanh. Cái con Rauji này cái tiếng kêu của nó rất là ngộ nha. Nè các bạn nghe nè, thấy không? Giống như là đang thổi kèn hay cái gì ấy. Rồi một chiếc cắn không chết luôn. Lucky K. Hit. Cái mắt kính đen để làm gì đây? À, đem cái kính này vô thì sẽ tăng sức mạnh cho những cái chiêu mang hệ đất. Xuống tiếp. Mark Eater. Ủa, đang có đường đi hả ta? Đây tâm không à? Cô Phiên chết rồi, gặp hệ độc rồi. Hay lắm. No mid. Zubat, để con này đánh luôn. Rồi. Đánh rơi chìa khóa. Vậy là mình đã lấy được chìa khóa rồi. Để chìa khóa thì giờ mình quay ra. Đây không có gì. Làm tiếp. Mở cái cửa này. Ồ. Ồ, không phải mở cửa đó hả ta?
Oh shit. Tạm thời khoan dùng thang máy đã. Đây. Ratata, hay lắm. Radical luôn. Radical tiếp. Xài đang là chuột không à, mấy thằng team rocket này. Lại là Rattata nữa. Đá cho bay hết. Hyper Biden. Gặp con hệ độc rồi. Lại là con hệ độc cô phim quả đạn mù. Cho Pikachu lên trước để luyện level cho nó đồng bộ. Đây cũng không có gì luôn. Dùng thang máy B4. Gì đây? Consume này là tăng chỉ số cho Pokemon á, mà chỉ số gì thì mình không nhớ nữa. Sandrew, con hệ đất.
Sunslap là con tiến hóa của con Sandru, giống như con nhím. Nhìn cũng khá là đẹp, lúc trước mình rất là thích con này. No, đừng có trúng độc nha, hay lắm. Ê Can, để đánh luôn cho lên level. Gì đây? À, chiêu này là... Ô, tê liệt à. Ê quá man. Giải tê liệt cho nó đã. À, đâu à? Đây. Ây da, lại là Ekan nữa. Sandru thì dùng nước mà tán thôi. À, bóc con rắn hổ mang hơi căng à, con này chắc một hit không chết được nó rồi. Không chết được nó trừ khi chí mạng thôi. Ồ, chí mạng luôn. Quá hên, hên vãi. Hên vải. Mở cửa đi bạn. À đây, boss của nó đây. Để mình tăng máu lên cái đã. Boss của nó là con là người dùng hệ đất. Sell lại cái. Giovanni, ông này cũng là ông chủ của câu lạc bộ thứ 8 và cũng là chùm của băng đảng Rocket luôn. Thì những con Pokemon mà lần này ông sử dụng á, để đấu với mình á, chỉ là nhá hàng thôi, chứ những con này không phải là Pokemon thật sự của ổng. Khi mà mình gặp lại ổng ở nhà thi đấu thứ 8 á, thì lúc đó ổng mới sử dụng những cái con Pokemon mà chủ lực. Đấy, mấy con này chỉ là... Ê,
Con này khá là hiếm nè, con này giống như chuột túi. Ồ, cấp 29 luôn. Căng đấy. Ủa, không phải hệ đất hả? Nó hệ gì ta? À, nó hệ bình thường. Rồi hiểu rồi, dùng dùng Nidoking xử nó. Một Mega Ball luôn. Wow. Xong đây, vậy là mình đã có được cái kính để soi cái con god, con ma đó ở Lavender Town rồi. Ủa, đây mình chưa đi hả ta? Xong giờ mình đi hồi phục máu cho Pokemon của mình trước. Ở đâu ta? Hả? Where is it? À đây. Rồi sẵn rồi mình đưa cái ly trà cho cái ông mà chặn đường ở đây nè, đưa cái ly trà cho nó. Đây. Tạm thời mình chưa cần đi đến thành phố này, mình đưa đi trà cho ổng trước rồi mình bây giờ mình sẽ quay lại Lavender Town. Ủa, con này chưa đánh hả? Đánh luôn. Xài con gì? Rồi, Poliwag, một hit.
Bolivar. Con này là con nòng nọc, mà hồi nhỏ mình gọi con này là con ếch nhang mũi, là cái bụng của nó giống như cái nhang mũi á. Xong quay lại Lavender Town. Vô hồi máu. Ok, vậy thì video này của mình sẽ ngừng lại ở đây. Ở video sau thì mình sẽ dùng cái mắt kính vừa nãy mới lấy để mà soi cái con ma, con God ở trong cái tòa tháp ở Lavender Town này. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì nhấn like và đừng quên nhấn thêm nút đăng ký hoặc là subscribe ở phía dưới để cùng đồng hành với mình trong những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.